Angelina Jolie bỏ làm đạo diễn sau khi tan vỡ với Brad Pitt vì các con. Để có thêm nhiều thời gian cho các con, minh tinh Angelina Jolie đã từ bỏ công việc đạo diễn mà cô rất yêu thích và quay trở lại đóng phim. Angelina Jolie từng có thời gian tập trung vào vai trò làm phim và đã đạo diễn 4 bộ phim vào nửa đầu thập niên 2010. Tuy nhiên, 3 năm gần đây cô trở lại diễn xuất, tham gia nhiều bộ phim trong đó chủ yếu là thể loại hành động giống như thời trẻ. Ngôi sao 45 tuổi đã có những chia sẻ về sự chuyển hướng này trong cuộc phỏng vấn hôm đầu tuần với trang báo EPKE. Tôi thích công việc đạo diễn nhưng hoàn cảnh gia đình thay đổi khiến tôi không thể đảm đương vị trí đó trong vài năm qua, Angelina giải thích. Tôi cần làm những công việc có khoảng thời gian ngắn hơn và được ở nhà nhiều hơn. Vì vậy tôi đã quay lại với diễn xuất, đóng một số bộ phim. Sự thực là như thế. Lần gần nhất Jolie ngồi ghế đạo diễn là phim First Thirty Let Me Father 2017. Dự án nhận một đề cử quả cầu vàng ở hạng mục phim nói tiếng nước ngoài hay nhất. Trước đó, cô đạo diễn kim đóng chính phim tình cảm lãng mạn Bethesi cùng chồng cũ Brad Pitt. Hai người vào vai cặp vợ chồng sắp tan vỡ, cố gắng hàn gắn mối quan hệ trong một khách sạn ở Pháp. Angelina Jolie gián tiếp đề cập tới sự thay đổi trong cuộc sống của cô từ khi hôn nhân với Brad Pitt đổ vỡ. Nữ diễn viên ly hôn Brad năm 2016 và là người chăm sóc con chính. Vì để bọn trẻ được gần bố, Angelina không thể đưa cả 6 người con đi làm phim xa nhà cùng mình trong nhiều tháng liền như trước đây. Hồi tháng 2, Jolie thổ lộ gặp nhiều khó khăn khi phải làm mẹ đơn thân nuôi 6 con trong thời dịch. Tôi thấy bản thân thiếu các kỹ năng của bà mẹ nội trợ truyền thống. Tôi vượt qua được đại dịch vì các con rất kiên cường. Chúng giúp đỡ tôi. Cô cho biết dành nhiều thời gian bên các con vì muốn hàn gắn các tổn thương tinh thần sau vụ ly dị với Brad Pitt. Jolie thường nhắc nhiều lũ trẻ không để tâm tới các tin đồn về gia đình trên truyền thông. Diễn viên hiện sống cùng 6 con tại biệt thự cũ của nhà sản xuất phim huyền thoại Cecil B. DeMille, căn nhà cô mua sau khi chia tay Brad Pitt năm 2016. Trở lại công việc trước máy quay, Angelina đóng hàng loạt phim. Cô tái xuất Maleficent phần 2 năm 2019, tham gia Come Away năm 2020 và lồng tiếng cho phim hoạt hình The One and Only Ivan cùng năm. Cô góp mặt trong dàn sao phim siêu anh hùng Marvel mang tên Ý Tưởng Nổ dự kiến ra mắt cuối năm nay. Bà mẹ 6 con cũng thủ vai chính trong phim hành động Rohu with Medet phát hành vào tháng 5. Bà Swift cho biết thể loại phim hành động luôn hấp dẫn cô. Angelina thích những vai diễn có cảnh hành động đồng thời khám phá chiều sâu nội tâm. Nhân vật lính cứu hỏa Hannah Faber trong phim Rohu with Medet chính là kiểu vai diễn cô tìm kiếm. Minh tinh vào vai Hannah, một người lính cứu hỏa nhảy dù chuyên dập đám cháy rừng, bị ám ảnh sau một nhiệm vụ thất bại nơi 3 đồng nghiệp của cô thiệt mạng. Một ngày, Hannah tình cờ gặp gỡ một cậu bé 12 tuổi đầy hoảng loạn và không còn nơi nào để đi. Sau khi chứng kiến một vụ giết người man dợ, cậu bé đã phải chạy trốn khỏi những tên sát thủ đang truy lùng mình trong đám cháy rừng. Hannah trở thành người bảo vệ duy nhất cho cậu bé trước nhóm tội phạm này. Angelina Jolie đã quay bộ phim này năm 2019 tại vùng núi ở New Mexico. Trong thời gian quay phim, Jolie vẫn tranh thủ về nhà với các con hoặc đưa bọn trẻ tới trường quay một vài ngày. Cô tự thực hiện nhiều cảnh hành động, rượt đuổi nguy hiểm mà không cần diễn viên đóng thế.